Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie và series tóm tắt Hồ sơ tuyệt mật của chúng mình. Tiếp nối những sự kiện đã diễn ra ở phần đầu tiên thì hôm nay chúng mình sẽ mang tới cho các bạn những diễn biến chính của mùa thứ hai. Không chần chừ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. Tiếp nối những sự kiện ở mùa đầu tiên, dự án The X-Files hiện tại đã bị ngừng hoạt động. Mulder được giao cho một công việc ngay lén, trong khi cộng sự cũ là Dana Scully quay trở lại với việc giảng dạy. Cả hai đã có cơ hội nói chuyện với nhau tại tầng hầm của bãi gửi xe và Mulder bấy lâu nay vẫn dằn vặt về sự mất tích của em gái mình. Hôm sau, thượng nghị sĩ Matheson điều Mulder đến Puerto Rico để điều tra các sự kiện kỳ lạ đang xảy ra tại một địa điểm đặt kính viễn vọng bị bỏ hoang. Khi đến nơi, Mulder thấy Jorge, một người đàn ông gốc Tây Ban Nha đang sợ hãi và lẩm bẩm rằng mình đã chạm trán với những người ngoài hành tinh. Mulder sau đó đã tìm thấy những dấu hiệu của những người ngoài trái đất. Thế nhưng, bất ngờ một cơn bão ùn ùn kéo tới và Jorge sợ hãi chạy ra ngoài. Mulder bám theo sau, nhưng khi đến nơi thì Jorge đã chết từ bao giờ. Một lúc sau, căn phòng nơi mà Mulder đang đứng bắt đầu rung chuyển. Cánh cửa mở ra và hình bóng mờ ảo của một người ngoài hành tinh xuất hiện. Mulder ngất đi ngay lập tức. Khi tỉnh dậy đã thấy Scully ở trước mặt. Trở về Washington DC, Mulder đã bị cổ trách bởi cấp trên do đã tự ý biến mất nhiều ngày. Tuy nhiên do tính chất công việc là khá phi pháp, Mulder cuối cùng cũng đã không bị kỷ luật và nhanh chóng quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Sau những ngày dài về công việc nghe lén tẻ nhạt, Mulder được đích thân phó giám đốc Skinner giao nhiệm vụ điều tra một vụ án giết người. Tại hiện trường, các báo cáo chỉ ra rằng cái xác của nạn nhân đã bị ăn đi khá nhiều phần. Trở về trụ sở, Mulder tức giận vì những nhiệm vụ tào lao mà Skinner giao cho mình. Tối đó thì Mulder và Scully đã gặp nhau để tâm sự về những gì đã xảy ra. Scully sau đó đã giúp anh kiểm tra cái xác nọ và phát hiện một dạng giun dẹp màu xám ký sinh ở bên trong nội tạng nạn nhân. Sau khi gặp một nhân viên vệ sinh cũng vừa bị tấn công, Mulder đến văn phòng của Scully và được cô cho xem con giun và nói về bản chất ký sinh của nó. Mulder giả thuyết vết thương ở trên lưng của nhân viên vệ sinh mà mình đã gặp có thể là do một con giun hút máu khổng lồ. Các manh mối đã dẫn anh tiến tới cơ sở xử lý nước thải. Tại đây thì Mulder đã gặp một nhân viên tên là Charlie. Cả hai sau đó đã phát hiện ra một con sâu người đang bị mắc vào đường ống nước. Sinh vật này đã ngay lập tức được luân chuyển đến một viện tâm thần. Thế nhưng thì nó đã mau chóng trốn thoát được. Ngày hôm sau, Mulder đến hiện trường và trong lúc điều tra, anh được gọi điện để thông báo rằng dự án X-Files được khôi phục khẩn cấp. Mulder sau đó đã tiến tới nhà máy nước thải và chui xuống cống để truy tìm sâu người. Chạm trán với sinh vật kinh khủng kia, Mulder đã kịp thời đóng sập cánh cửa khiến cho nó đứt làm đôi. Trở lại Washington DC, Scully tiết lộ cho Mulder rằng sinh vật đó là một con người bị đột biến do bức xạ từ thảm họa hạt nhân Chernobyl. Tại một trung tâm bưu chính ở Franklin, một người đàn ông tên Edward bị sếp gọi lại và thông báo cắt giảm nhân sự. Màn hình máy tính lúc này hiện lên dòng chữ Kill them all. Tại một nơi khác, một cuộc thảm sát đã diễn ra trong thang máy. Khi Mulder đến để điều tra vụ việc, cảnh sát trưởng của thị trấn nói rằng các vụ giết người diễn ra hàng loạt trong thời gian gần đây, mặc dù thị trấn này nổi tiếng với sự yên bình. Đêm đó, một vụ án khác cũng xảy ra với hình thức tương tự. Khi Mulder đến và điều tra người phụ nữ thì cô lại nổi cơn điên và suýt giết chết anh. Scully lúc này đang nghiên cứu những xác chết và nhận ra rằng lượng adrenaline của tất cả cao một cách bất thường. Mulder lúc này cũng mang xác những con ruồi mà anh thu thập được để điều tra. Anh nhận ra rằng chúng được phun LSDM, một loại thuốc trừ sâu gây ra phản ứng sợ hãi ở côn trùng. Thị trấn đã phun thuốc trừ sâu đồng loạt dạo gần đây. Mulder ngay sau đó đã kết luận rằng những người tiếp xúc với thuốc trừ sâu sẽ làm sự hoang tưởng của họ tăng cao, đến mức khiến cho họ có thể giết người. Dưới áp lực của dư luận, thị trấn buộc phải ngừng phun thuốc. Quay trở lại với Edward, ông lúc này cũng lên cơn điên và định giết hết tất cả các học sinh tại trường học. Tuy nhiên thì Mulder đã xuất hiện và ngăn cản kịp thời. Một lúc sau, anh nhận được dòng tin nhắn với ghi chú All done, bye bye. Mở đầu tập 4, Mulder hợp tác với Krycek để điều tra về cái chết của hai cựu quân nhân. Điểm chung của hai vụ án này đó là cả hai nạn nhân đều phản ứng với những tình huống không hề xảy ra ngoài đời, nói chung là gần như bị hoang tưởng. Điều tra thêm, Mulder được biết cả hai đều là đồng đội cũ của cựu quân nhân tên là Cole, người từng chinh chiến ở chiến trường Việt Nam ngày trước. Mulder và Krycek điều tra về Cole tại một khu điều trị tâm thần, thế nhưng anh đã nhanh chóng trốn thoát. Tại đây thì cả hai đã nhận được thông tin rằng Cole có thể làm rối loạn giấc ngủ của những bệnh nhân khác. Mulder sau đó được một người đàn ông cho biết về những tài liệu tuyệt mật về chương trình quân sự vốn được thiết kế để loại bỏ nhu cầu ngủ của một người lính. Mulder sau đó đã cùng với Alex gặp Mantola. Anh nhớ lại khoảng thời gian tham gia chiến tranh Việt Nam và đã từng sát hại rất nhiều người dân thường, và rằng thí nghiệm không ngủ SRF J7 thuộc về tiến sĩ Francis Girardi. Girardi lúc này bị thương nặng do Cole chiếu SRF J7 gây ra ảo giác. Hai đặc vụ đã ập vào và dù cho Mulder có ngăn cản Krycek và khích lệ Cole tố cáo quân đội trước tòa, Alex vẫn quyết định nổ súng bắn chết Cole. Khi quay lại xe, Mulder phát hiện ra những tài liệu tuyệt mật đã không cánh mà bay. Bản sao tài liệu của Scully cũng đã bị đánh cắp bởi Krycek và đưa cho một người đàn ông hút thuốc. Một bệnh nhân tâm thần tên Duane Berry đã cướp được súng của lính canh và bắt cóc các bác sĩ của mình. Đặc vụ Mulder được điều đến để đàm phán do từng liên quan đến một vụ người ngoài hành tinh bắt cóc.
Trong khi đàm phán, đột nhiên có một luồng sáng không giải thích được xuất hiện, khiến cho Duane nổi điên và bắn vào con tin. Mulder sau đó đã đi vào và thuyết phục Barry bằng câu chuyện em gái mình bị bắt cóc. Scully lúc này phát hiện ra rằng Barry là một cựu đặc vụ FBI, người đã bị bắn vào đầu khi đang thi hành nhiệm vụ và bị tâm thần kể từ đó. Barry tâm sự với Mulder rằng anh đã từng bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh và là đối tượng của các cuộc kiểm tra khác nhau. Ngay lúc này, anh đồng ý thả con tin ra, một tay súng bắn tỉa ngay lập tức nổ súng vào Barry và buộc cảnh sát phải đưa anh ta đi cấp cứu. Cuộc kiểm tra trên người Barry đã xác nhận những gì anh nói là đúng với những mã vạch ở trên người. Scully sau khi quét nó thì cực kỳ bối rối và về nhà để kể cho Mulder. Barry sau khi tỉnh dậy thì nhìn thấy người ngoài hành tinh bên cạnh mình, anh hoảng loạn bỏ chạy đi mất. Scully lúc sau gọi cho Mulder và trong lúc để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động, Barry xuất hiện ngoài cửa sổ và tấn công cô. Đặc vụ Scully lúc này đã bị bắt cóc bởi Duane Barry. FBI ngay lập tức mở cuộc tìm kiếm hai người, nhưng Mulder lại nhanh chóng bị loại khỏi vụ án và được đưa về nhà bởi đặc vụ Krycek. Ở một diễn biến khác, Barry đang dùng xe của Scully để đưa cô đi thì bị cảnh sát chặn lại. Tên này đã nhanh chóng giết viên cảnh sát. Tại sở cảnh sát, Mulder nghe lại đoạn hội thoại của anh và Barry, đồng thời phát hiện ra địa điểm mà hắn định đưa Scully đến chính là núi Skyland. Anh đã cùng với Krycek quyết định tự mình đi bắt hắn. Tuy nhiên thì Krycek lại bí mật liên lạc với một nhân vật bí ẩn và nhận lệnh phải cản trở Mulder. Đến nơi, Mulder đi cáp treo lên núi, Krycek đã cố ngăn cản nhưng lại không thành công. Tới nơi, anh đã không tìm được Scully mà chỉ bắt được Barry. Hắn nói rằng chúng đã bắt cô đi rồi. Sau đó thì Mulder đã đưa Barry về tra khảo. Hắn nói rằng Scully đã bị bắt bởi người ngoài hành tinh. Trong lúc đó, Scully đang bị đám người ngoài hành tinh làm thí nghiệm trên người. Sau khi tra khảo, Mulder rời đi và dặn Krycek không được cho ai vào. Nhưng khi anh quay lại thì lại thấy Krycek đang ở trong phòng với Barry. Anh ta nói rằng Barry bị ngạt thở. Sau một hồi cãi vã thì Barry đột nhiên lăn ra chết. Mulder ngay lập tức bị nghi ngờ là hung thủ. Tuyệt vọng, anh mượn xe của Krycek đến gặp thượng nghị sĩ Matheson. Nhưng khi ở trên xe, anh lại thấy những mẩu thuốc lá còn vương ở trên ghế. Nhận ra Krycek không hút thuốc và có kẻ đứng ở sau Krycek, Mulder báo cho Skinner. Phó giám đốc đã triệu tập Krycek đến để tra hỏi, nhưng hắn ta đã biến mất. Skinner lúc này quyết định sẽ chính thức mở lại dự án X-Files. Không lãng phí thời gian khi X-Files được mở lại, Mulder ngay lập tức giải quyết vụ án của một kẻ giết người hàng loạt. Những nạn nhân trong vụ án này có một điểm chung, đó là đều bị rút hết máu. Tại ngân hàng máu, Mulder lục soát toàn bộ cơ sở thì bắt gặp một người đàn ông đang hút máu từ một cái túi vừa mới thu thập. Ngay trước khi anh ta kịp trốn thoát, Mulder đã bắt giam thành công và đưa anh ta về sở cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông la hét khi ánh đèn rọi vào nhưng khẳng định mình không giết nạn nhân gần đây nhất. Và lúc bình minh, người đàn ông nọ bắt đầu bốc cháy dữ dội và qua đời. Tiến đến một club, Mulder có cuộc nói chuyện với cô gái tên là Kristen. Cảm thấy nghi ngờ về người mình vừa nói chuyện, Mulder đi theo và phát hiện ra cô ta đang hút máu người đàn ông đi cùng mình. Một lúc sau, có một tên khác gia nhập và hút máu người đàn ông kia đến chết. Tối đó, Mulder đến nhà của Kristen để khám xét. Sau cuộc nói chuyện thì Kristen nói cho anh biết về một người nữa có tên là John và cô đã cố gắng để chạy trốn khỏi anh ta. Cả hai sau đó đã có một màn cháo lưỡi với nhau. Rạng sáng, Kristen đang đi bộ thì bị John chộp lấy và nói rằng cả hai có thể bên nhau mãi mãi. Mulder từ đâu cũng xuất hiện và va chạm với John trước khi có sự can thiệp của một người khác. Kristen sau đó đã lái xe cùng John trở về nhà và hỏa thiêu tất cả. Khi Mulder tiếp cận được thì chỉ tìm thấy 4 thi thể ở đó. Anh nghi ngờ rằng một trong số chúng có thể là của Scully. Sau vài tuần tìm kiếm người đồng nghiệp mất tích, Dana Scully bất ngờ xuất hiện tại một bệnh viện ở Washington DC. Mulder khi đến thăm thì phát hiện ra cô đang hôn mê bất tỉnh. Tại giường bệnh, một người phụ nữ xuất hiện và đó lại là chị gái của Scully, tên là Melissa. Cô nói rằng em gái mình đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Một lúc sau, trong khi nữ y tá lấy máu của Scully, một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện và cố ý ăn trộm nó, buộc cho Mulder phải đuổi theo. Đến dưới tầng hầm, Mulder gặp X, ông nói với Mulder rằng hãy bỏ qua việc này đi. Tuy nhiên thì sau đó, ông vẫn hỗ trợ truy tìm người đàn ông kia và kết liễu hắn. Sau khi nhận được một địa chỉ ẩn danh, Mulder đến thẳng chỗ người đàn ông hút thuốc và dí súng vào người ông ta. Tra hỏi lý do vì sao Scully lại bị như vậy. Đáp lại, ông chỉ đơn giản nói rằng mình thích Mulder và cũng thích Scully. Đó chính là lý do tại sao cô ấy được trả lại cho anh. Nhận được tin từ X rằng những kẻ bắt Scully sẽ đột nhập vào nhà mình tối nay, Mulder đã chuẩn bị sẵn tinh thần để báo thù. Tuy nhiên thì anh đã thay đổi ý định và muốn ở bên Scully vì hiện tại cô rất yếu. Scully trong lúc hôn mê đã gặp được cô y tá Owen cùng với người bố thân yêu của mình. Khi tỉnh dậy, cô nằm trên giường với mẹ và chị gái ở bên cạnh. Sau khi Mulder bước vào, Scully nói rằng cô đã mất toàn bộ trí nhớ sau khi Duane Barry bắt cóc mình. Mulder và Scully được tiến sĩ Adam Pearce chọn để đi cùng anh trong một nhiệm vụ điều tra cái chết của một nhà địa chấn học Phil Erickson. Ba người họ đã đi đến trạm nghiên cứu bằng trực thăng và đi thẳng xuống cơ sở dưới lòng đất. Bị bóng tối bao phủ, Mulder bất chợt bị tấn công bởi kỹ sư Jason Ludwig. Thế nhưng khi bình tĩnh lại thì Jason nói rằng mình nhầm Mulder với Trapcoes, người đã đột ngột phát điên lúc trước. Ngay sau đó thì tiến sĩ Adam Pearce đã bị Trapcoes sát hại ở bên ngoài. Mulder sau khi phân tích các nghiên cứu của Trapcoes thì tìm thấy một dạng sống mới, gần giống với silicon tồn tại ở bên trong núi lửa.
Lúc này thì một thành viên trong đoàn là Takana bỗng phát điên và chạy thục mạng vào trong rừng. Từ ngực của anh ta, một xúc tu phun trào ra bên ngoài cơ thể. Sau khi khám nghiệm, Scully kết luận rằng các tế bào đó đã phát triển ở bên trong không ngừng cho đến khi trào ngược ra ngoài. Một lúc sau thì Mulder cũng gặp được Trapcos. Trapcos đã tiết lộ sự thật rằng nhà địa chất học Erickson đã nghiền một tảng đá được tìm thấy trong núi lửa và tất cả bọn họ đều bị nhiễm ký sinh từ hòn đá đó. Mulder bất ngờ nhận ra rằng Scully có thể đang gặp nguy hiểm khi mà cô đang ở cùng với O'Neill. Ở một diễn biến khác thì Scully đã tự mình thoát ra khỏi nghịch cảnh khi mà đẩy O'Neill vào một căn phòng khác để cho cô tự phát nổ. Cùng lúc đó thì Mulder và Trapcos cũng xuất hiện. Trapcos cuối cùng quyết định ở lại để ký sinh không thể lây nhiễm, hay đặc vụ thì quay về và chịu cách ly một tháng. Tiếp tục hướng những con mắt đến Wisconsin, Mulder và Scully đã có nhiệm vụ điều tra về vụ bắt cóc rất kỳ lạ thuộc về một cậu thanh niên 16 tuổi. Cảnh sát trưởng nơi đây thì nghi ngờ rằng cậu bé rất có thể đã bị bắt cóc và bị tẩy não bởi một giáo phái ăn chay ở địa phương. Các đặc vụ đến gặp Gary Kane, cậu bé bị bắt cóc hôm nọ. Gary thừa nhận rằng chỉ nhớ một phần ký ức mà thôi. Cậu nhớ rằng mình đã ở trong rừng và ngã xuống trước khi một linh hồn đã nhập vào bản thân. Scully lúc này lại được liên lạc bởi một ông già bí ẩn. Ông nói rằng những con bò ở đây được bơm một loại hormone tăng trưởng và biến đổi gen. Dân cư ở đây đã trở nên xấu tính hơn rất nhiều trong những năm vừa qua. Và nguyên nhân chính là do thứ hormone tăng trưởng kia. Scully sau đó đã tìm hiểu và nói với Mulder về thông tin mà một người đàn ông tên là Kurt Thomas. Trong khi Mulder đang lái xe, Scully nhận ra Crew Cutman, người đã giết Deep Throat ở phần 1, đang lái xe theo hướng ngược lại. Kurt Thomas bị đưa vào cuộc thẩm vấn. Anh ta thú nhận rằng mình là một kẻ bệnh hoạn và cuối cùng cũng thú nhận rằng bản thân đã bắt cóc những đứa trẻ. Thomas nói với Mulder rằng có một kẻ tên là Larson đang sử dụng bọn trẻ để cấy vào gia súc một số chất thuộc về những người ngoài hành tinh. Sau khi đưa những đứa trẻ đến nơi an toàn, Mulder đã đến lò mổ một mình để truy tìm tên sát nhân Crew Cutman, nhưng đã bị hắn nhốt vào trong kho chứa thịt. Cảnh sát lúc này đến kịp thời và triệt hạ hắn ta ngay lập tức. Một loạt các cuộc tấn công bạo lực đã xảy ra tại nhà dưỡng lão Day ở Worcester. Mulder và Scully đã ngay lập tức tiến tới gặp y tá Michelle Charter, người nói rằng cô đã bị cưỡng hiếp bởi một linh hồn ma quỷ phát ra từ cơ thể của một trong những người bệnh nhân của mình, ông Hall Arden. Scully và Mulder đến thăm nhà dưỡng lão để nói chuyện với Hall Arden, nhưng ông đã một mực phủ nhận và nói rằng điều đó là không thể. Hai đặc vụ sau đó đã làm việc cùng với quản lý Dawson. Lúc này, đột nhiên có tin báo Arden đã bị nghẹt thở tới chết. Mulder sau đó đã nhìn vào những báo cáo khám nghiệm tử thi và biết được rằng có một lượng nhỏ hợp chất lạ có thể khiến cho những người dính phải gặp ảo giác nặng. Đi xuống căn hầm, Mulder phát hiện ra một số lượng lớn những cây nấm và một người đã chết ở dưới đó. Cương sau đó đã là người phải nhận trách nhiệm về số nấm này. Tuy nhiên thì ông khẳng định mình làm thế để cải thiện căn bệnh Alzheimer của các nạn nhân. Nấm ở quê hương ông còn có thể giúp nói chuyện với người chết. Sau đó thì một loạt sự cố đã xảy ra. Bà lão Dorothy thì gặp ma, Charter thì bị quăng quật khắp phòng, Mulder thì suýt chết đuối trong một căn phòng. Tập phim có một kết mở với lời diễn giải của Scully. Các bệnh nhân tại cơ sở vẫn còn sống, trong khi Gung đã bị trục xuất trở lại Malaysia. Tất cả các bệnh nhân Alzheimer đã trở lại trạng thái lầm cầm trước đó. Cuối cùng, những sự kiện khác liên quan đến tâm linh thì vẫn chưa có lời giải. Tại thị trấn nhỏ chung với tiêu đề của tập phim, Mulder và Scully được triệu tập để điều tra thi thể trong mộ của đặc vụ Sam Shaney, người đã biến mất khoảng 40 năm trước trong một vụ giết người hàng loạt. Tại hiện trường vụ án, Mulder và Scully hỏi BJ về cách mà cô ấy tìm thấy thi thể. Với những dẫn chứng đã có, cả hai kết luận cô đang nói dối. Trong lúc đang nghiên cứu cái xác, BJ bước vào hiện trường và nhìn thấy một viễn cảnh nơi mà Shaney bị tra tấn bởi những kẻ giết người. Cô bỏ đi sau đó và có cuộc nói chuyện với Scully về những cơn ác mộng mà mình đã gặp phải về nạn nhân kia. BJ mô tả kẻ tình nghi mà cô nhìn thấy qua cuốn album tội phạm và xác định ngay kẻ giết người là Coakley. Tuy nhiên thì ông ta đã phải ngồi tù vì hành động của mình và giờ đã 77 tuổi. Scully và Mulder đến nhà của Linda, một phụ nữ đã bị Coakley tấn công từ 40 năm trước và biết được rằng đã có một đứa trẻ được sinh ra. Và bằng cách nào đó, đứa trẻ lại chính là bố của BJ. Họ kết luận rằng BJ vô tình chịu trách nhiệm cho những vụ giết người gần đây, rằng bằng cách nào đó thì ký ức di truyền của hắn đang chiếm hữu cô và khiến cô giết người. Trong khi đó thì BJ định đột nhập và giết chết Coakley. Hắn đã bị trọng thương và chết ngay khi BJ chuẩn bị giết Mulder. Từ đó thì ký ức của Coakley về BJ cũng biến mất. BJ giờ đã trở lại bình thường và phải ngồi tù ngay sau đó. Mulder và Scully được đặc vụ Mobox gọi đến Minneapolis, người đã phát hiện ra một ngôi mộ cùng một thi thể hoang tàn tại nghĩa trang địa phương. Mulder lần này không tin đây là một vụ án do người ngoài hành tinh làm. Hai thi thể nữa xuất hiện với mái tóc và móng tay bị cắt bỏ. Mulder tin rằng đây là công việc của một kẻ cuồng tín và hắn giết người để duy trì ham muốn về thể xác của mình. Tối hôm đó, tên sát nhân P. Foster đưa một cô gái điếm đến căn hộ của mình và kết liễu cô gái trong đêm. Hắn là một kẻ bị ám ảnh bởi mái tóc của phụ nữ. P. Foster tham gia lớp học ban đêm và bị thu hút bởi mái tóc của một bạn cùng lớp. Khi hắn cố gắng tấn công cô đã phản kháng thành công và dẫn đến việc tên giết người bị bắt. Khi các đặc vụ thẩm vấn nghi phạm, P. Foster bị cuốn hút bởi mái tóc của Scully. Hắn ta cũng được thả ngay sau đó do nghi ngờ bị bệnh tâm thần. Ngay sau khi được thả, P. Foster khống chế Scully và nhốt cô tại một nhà kho.
Hắn ta bây giờ bắt đầu hiện nguyên hình là một con quỷ Satan. Biết rằng mình sẽ bị giết, Scully xô ngã Pfister và chạy vụt ra ngoài. Các đặc vụ ngay lúc này cũng đã đến kịp thời và bắt giữ hắn. Một nhóm học sinh đi vào rừng vào ban đêm để thử nghiệm thứ ma thuật đen. Khi câu thần chú vang lên, một loạt những thứ khó hiểu xảy ra khiến cho tất cả tháo chạy. Cậu thiếu niên còn lại bị bóp chết bởi một sức mạnh vô hình. Được triệu tập đến hiện trường vụ án, Mulder và Scully phát hiện ra bằng chứng về sự hiện diện của một giáo phái thờ ma quỷ. Gặp Mulder và Scully, Shannon, một trong số những thiếu niên đêm đó đẫm nước mắt nói rằng Ellsbury và các giảng viên khác tại trường liên tục làm những điều kinh khủng với cô. Tuy nhiên thì mẹ của Shannon thì liên tục phủ nhận điều đó. Trong khi cha cô, Ellsbury thì thừa nhận về sự tồn tại của giáo phái. Sau tiết học, giáo viên Paddock lấy chiếc vòng tay của mình và sử dụng nó như một phần của bùa chú, khiến cho Shannon cứa cổ tay mình bằng dao mổ. Scully lúc này đang nghiên cứu cô giáo Paddock và phát hiện ra không ai biết gì về lý lịch của bà. Điện đột nhiên mất, Paddock đã mạo danh Scully để gọi điện cầu cứu Mulder. Ngay sau khi Mulder rời đi, ông Ellsbury bị một con rắn nuốt chửng ngay lập tức. Mulder đến trường, nơi Scully tuyên bố rằng cô chưa bao giờ gọi anh. Các thành viên của khoa bắt đầu tấn công hai đặc vụ vì theo họ cần một sự hy sinh để giành lại niềm tin với ác quỷ. Tuy nhiên thì khi họ chuẩn bị giết Mulder và Scully, Paddock đã điều khiển ba người giết lẫn nhau. Cả hai mau chóng thoát ra, nhưng bà Paddock đã mất tích với một lời nhắn trên bảng. Mulder và Scully xem xét những ca tử vong kỳ lạ tại một trại tái định cư cho người tị nạn ở Bắc Carolina. Trong quá trình điều tra, các đặc vụ phát hiện ra rằng các nạn nhân đều là lính thủy đánh bộ Mỹ và điều kỳ lạ rằng họ đã thực sự tự sát. Khi Scully cố gắng kiểm tra thi thể của binh sĩ Mark Alpen, cô đã tìm thấy một xác chó ở đúng vị trí tại nhà xác. Tại đấy, một cậu bé tên là Chester đã bán một chiếc bùa may mắn cho Mulder. Lái xe trên đường, Mulder và Scully phát hiện ra sĩ quan Mark Alpen vẫn còn sống, nhưng anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Dunham tiếp cận Mulder, nói với anh ta rằng Warden, đại tá khu phức hợp, đã bắt đầu đánh những người tị nạn như một biện pháp trả đũa Bovace, một người tị nạn bị giam giữ. Tuy nhiên thì Warden đã phủ nhận những lời buộc tội và đánh Bovace đến chết. Scully lúc này đã tìm thấy Dunham đã chết trong bồn tắm. Mark Alpen buộc phải thú nhận về vụ giết người dưới sức ép của Walton. Các đặc vụ tiến đến nghĩa trang, nơi mà Walton đang thực hiện nghi thức trên quan tài của Bovace. Trong lúc dính ảo giác, một người đàn ông xuất hiện từ vết cắt nhỏ từ trên tay của Scully và bóc cổ cô, nhưng ảo giác biến mất khi mà cô lấy được lá bùa ở đầu xe. Linh hồn của Bovace đột nhiên xuất hiện và thổi bột sắc sống vào mặt của Walton. Scully sau đó đã đến để hỗ trợ Mulder và tuyên bố rằng Walton đã chết. Ngày hôm sau, Mark Alpen tiết lộ rằng cậu bé Chester bán bùa thực chất đã chết trong một cuộc bạo loạn 6 tuần trước đó. Sau khi ba người đàn ông giống hệt nhau bị giết, cáo phó của họ được gửi qua thư điện tử cho Mulder. Trong văn phòng của mình, Mulder nhận được một cuộc gọi từ Scully và anh đã nói với cô những thông tin mới nhất. Scully bị sốc khi hay tin về cái chết của đặc vụ Waze và yêu cầu Mulder kiểm tra mail của anh. Bởi vì cô đã được gửi hình ảnh của tiến sĩ James Dickens giống hệt người kia, hiện đang sống ở Washington. Đến căn hộ của Scully, Mulder được tiếp cận bởi một đặc vụ Ambrose. Anh tiết lộ về vụ án mà Mulder đang giải quyết. Ambrose nói với Mulder và Scully rằng họ đã biết về những người đàn ông giống hệt nhau trong một thập kỷ, gọi là dự án Gregor. Trở về nhà sau một cuộc đụng độ với bản thể ở nhà kho, Scully nói rằng bản thân bị một kẻ khác theo dõi. Sáng hôm sau, cô quay trở lại và kiểm tra các thiết bị đã bị phá hủy và nhận ra có một Gregor khác đang ở đây. Sau khi đuổi đến, anh ta đã mở cánh cửa ra và có thêm 3 bản sao giống hệt nhau xuất hiện. Anh ta nói rằng chúng sẽ chết nếu như không được bảo vệ và Scully đã ra lệnh cho cảnh sát làm điều đó. Ở một diễn biến khác thì Mulder nhận được một cuộc gọi từ gia đình thông báo rằng em gái anh đã quay trở lại sau nhiều năm mất tích. Cô nói rằng bản thân đã được trả về năm 9 tuổi nhưng lại mất đi hầu hết ký ức về gia đình cũ của mình. Chỉ mới đây chúng mới quay trở lại sau khi cô trải qua liệu pháp thôi miên. Mở đầu Endgame, Scully bị đánh đập và bắt cóc bởi một thợ săn tiền thưởng ngoài hành tinh cải trang thành Mulder. Skinner gặp Mulder và Samantha tại căn hộ của Mulder, nói với họ rằng Gregor còn lại đang mất tích. Mulder nhận được cuộc gọi từ một Scully và nói rằng tên này muốn có Samantha như một sự trao đổi. Cả ba sau đó đã đến điểm hẹn, nơi mà Samantha đã tấn công gã để rồi cả hai đều rơi xuống sông. Xác của Samantha được tìm thấy sáng ngày hôm sau và tan biến thành một thứ chất lỏng màu xanh lá cây. Trong khi đó, khi bước vào phòng khám, Mulder đã tìm thấy nhiều bản sao của Samantha đang làm việc với những bảo thai. Họ nói rằng cần phải làm như vậy để đảm bảo an toàn cho bản thể gốc. Sau khi bị đánh ngất đi, Mulder càng quyết tâm đi tìm em gái mình. Mulder tìm đến một cơ sở ngầm và đụng độ với một tay thợ săn tiền thưởng tại đây. Thợ săn tiền thưởng tuyên bố rằng Samantha vẫn còn sống trước khi hất Mulder ra và nhấn chìm nơi này. Mulder sau đó đã được phát hiện và trải qua trạng thái thập tử nhất sinh. Tuy nhiên thì Scully đã thuyết phục các nhà khoa học sử dụng cái lạnh để giết chết virus đang có ở trong người của Mulder. Như vậy mà anh đã được cứu sống. Mulder và Scully điều tra sự cố kỳ lạ khi một thực thể vô hình dường như đang cố phá hoại trung tâm thành phố Fairfield. Một con voi từ vườn thú địa phương được tìm thấy nằm trên đường cao tốc cách đó khoảng 40 dặm. Không ai ở vườn thú có thể tìm ra cách mà con voi thoát ra khỏi chuồng của nó. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã tích cực lên án cách sở thú đối xử với động vật.
đây không phải là lần đầu tiên mà động vật trốn thoát hoặc biến mất ra khỏi vườn thú Fairfield. Nhưng khi Kyle, một nhà hoạt động vì động vật, bị một con hổ vô hình tấn công, họ đang phải đối phó với điều mà chưa ai gặp phải. Khi Scully xác định rằng con voi và con hổ đã mang thai, Mulder tin rằng những con vật có lẽ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Tối đó thì Mulder phát hiện ra Ed ở sở thú. Anh thú nhận rằng mình đã được một người tên là Ambrose sai khiến để giết hại Kyle sau khi hắn tỏ ra thô lỗ và không hề quan tâm tới những con thú ở đây. Ngay lúc này thì khỉ đồ Sophie thoát ra và tấn công Mulder. Nhưng ngay trước đó, một tia sáng lóe lên và Sophie biến mất. Sáng ngày hôm sau, Scully tìm thấy Mulder và thông báo cho anh rằng Ed đã bị bắt khi cố gắng chạy trốn. Sophie thì được tìm thấy và chết cách đó vài km. Và cũng như suy nghĩ của Mulder, động cơ can thiệp của những người ngoài hành tinh tại đây là một dấu hỏi lớn. Mulder và Scully có nhiệm vụ điều tra vụ mất tích của tàu khu trục hải quân USS Argent ở Bắc Đại Tây Dương. Mulder thông báo rằng đã có 9 con tàu biến mất ở cùng một nơi dọc theo vĩ tuyến 65 và gọi đó là một nếp nhăn thời gian. Tiến ra ngoài khơi, Mulder và Scully leo lên con thuyền hải quân được gọi là con tàu ma. Toàn bộ các khoang tàu rất cũ kỹ, đến gần như bị bỏ hoang. Họ tìm thấy một số thi thể đang phân hủy vì đã chết trong một khoảng thời gian rất dài. Tiến sâu vào bên trong, họ tìm thấy thuyền trưởng Barclay và bắt đầu thẩm vấn anh. Anh nói rằng thời gian như trôi trong chớp mắt đối với toàn bộ thủy thủ đoàn. Một lúc sau thì Barclay đã qua đời và thi thể của anh dần biến thành một đống muối. Mulder và Scully cũng bắt đầu có dấu hiệu lão hóa nhanh chóng. Cả hai đã cùng truy tìm nguyên nhân và biết được hiện tượng này bắt nguồn từ nguồn nước tại nơi đây, làm tăng quá trình lão hóa. Scully trong lúc nguy cấp đã tìm được những lon cá mòi cùng với chanh để giúp cho cả hai duy trì mạng sống cho đến khi đội cứu hộ đến. Cuối cùng thì nhờ những ghi chép của Scully về tình trạng bệnh mà Mulder đã có thể được các bác sĩ cứu sống. Mulder và Scully được cử đi điều tra vụ giết người. Nạn nhân được gọi là người cá sấu vì anh là nghệ sĩ trong một gánh xiếc kỳ lạ, bao gồm những cá nhân tài năng với những đặc điểm kỳ lạ. Trong quá trình điều tra của họ, Scully và Mulder đã gặp rất nhiều người trong gánh xiếc và một trong số họ đã nói về một sinh vật có tên là nữ nhân ngư Fiji với hình dạng giống một con khỉ. Sinh vật này từng được dùng để làm trò tiêu khiển trong những năm 1800. Sau quá trình điều tra, cả hai đã phát hiện ra sinh vật đó được miêu tả chính là Leonard, là một người có khả năng thoát ra và sau đó quay trở lại trong cơ thể của Lenny, anh trai mình. Cả hai là một cặp song sinh kỳ dị. Sau khi Leonard ngắt kết nối với Lenny lần cuối, anh ta đã bị Mulder và Scully đuổi theo vào một rạp xiếc, nhưng đã may mắn trốn thoát được. Một lúc sau, nó chui vào cơ thể của một thành viên khác trong đoàn xiếc. Ngỡ như Leonard sẽ cố gắng tái hợp với Lenny, nhưng Scully đã nói rằng Lenny đã không qua khỏi vào đêm hôm trước vì bệnh xơ gan. Mulder và Scully xem lại một bức ảnh từ hiện trường vụ tai nạn ở công viên Lincoln. Một cậu bé có vẻ như đã bị một linh hồn hại chết. Đến nhà của nạn nhân, hai đặc vụ bất ngờ khi mà Golda, bà ngoại của cậu bé, đã kêu gào và nói rằng con gái của bà, Maggie, đã sinh ra một con quỷ. Nói rồi bà chỉ tay vào Charlie, đứa con còn lại của gia đình. Các đặc vụ phỏng vấn người cha Steve để hỏi về bà ngoại Golda. Steve kể lại hành vi bất thường của Golda và việc bà liên tục muốn bảo vệ gia đình khỏi những linh hồn ma quỷ. Trong khi Scully thì giới thiệu một nhân viên xã hội cho gia đình vì nghi ngờ Charlie bị bạo hành. Một thời gian sau tại nhà Hovey, Charlie lắng nghe Golda và ba người Romania đang thực hiện một nghi lễ. Cô sợ hãi và gọi cảnh sát đến, đồng thời đuổi bà ra khỏi nhà. Tại trung tâm trẻ em, Charlie lúc này mới nhắc đến Michael và buộc tội cái tên này đã khiến mẹ cậu ớn lạnh. Đó chính là cái tên cậu con trai đã chết lúc mới sinh ra của Maggie. Michael giả dạng Charlie yêu cầu mẹ đưa cậu về nhà. Tuy nhiên thì ở bệnh viện, các linh mục đã sẵn sàng để trừ tà cho Charlie. Tại nhà, người mẹ Maggie đang bị văng lên trần nhà khi cô tuyệt vọng đọc những lời cầu nguyện. Michael sau đó cũng đã gần như giết chết Scully ở bên cạnh. Thế nhưng với việc Mulder đã trợ giúp những linh mục hoàn thành nghi lễ tại bệnh viện, mọi chuyện đã trở về trạng thái yên bình. Một gói hàng được giao cho tù nhân ở Virginia là chất xúc tác cho một căn bệnh truyền nhiễm chết người. Mulder rời đi cùng các đặc vụ để săn lùng những kẻ đào tẩu, trong khi Scully ở lại để điều tra tình hình trong nhà tù. Scully mở túi đựng thi thể và những nốt mủ ở trên cơ thể người đó phun ra. Mulder và các đặc vụ lúc này cũng xông được vào nhà, nơi mà họ cho rằng những kẻ tình nghi đang ẩn nấp. Họ đã bắt thành công một Elizabeth bị nhiễm bệnh, nhưng thấy Paul, người còn lại thì mất tích. Osborne, người đã bị nhiễm bệnh, xác định căn bệnh bắt nguồn từ một loại côn trùng tạo ra một loại enzyme làm giãn nở các tế bào, đồng thời tấn công hệ thống miễn dịch của con người. Các nốt nhọt có chứa ấu trùng của côn trùng, chúng chui vào bất kỳ vật chủ nào tiếp xúc với nhọt khi chúng nổ. Anh cho rằng chúng được đưa vào nhà tù như một vật thí nghiệm. Mulder đối mặt với Skinner và người đàn ông hút thuốc. Mulder kiên quyết rằng công chúng nên biết sự thật về dịch bệnh đáng sợ này. Nhưng người đàn ông hút thuốc thì nói với Mulder rằng việc công khai sự thật sẽ tạo ra sự hoảng loạn hàng loạt và sẽ gây ra hại nhiều hơn lợi. Không tin vào điều đó, Mulder đã truy tìm dấu vết của nhân chứng sống Paul. Nhưng Paul sau đó đã lãnh một viên đạn vào đầu và qua đời. Một người đàn ông tên Benton trong lúc đang cố nói chuyện với người ở trong phòng thì một vũng nước xanh xuất hiện và bất ngờ hút anh xuống dưới. Scully và Mulder đến hiện trường ngày hôm sau và phát hiện ra đây không phải trường hợp đầu tiên. Tất cả những gì còn lại chỉ là một đống tro tàn.
Cả hai sau đó đã điều tra phòng thí nghiệm nơi mà Benton đã cùng với những người khác nghiên cứu về vật chất tối và các hạt nguyên tử. Benton đã từng bị nhốt vào một máy gia tốc hạt và điều anh còn sống đã làm nhiều người bất ngờ. Scully và Mulder quay trở lại ga xe lửa, nhưng Benton đã biến mất. Một lúc sau thì hai đặc vụ cũng đuổi đến, nhưng anh tiết lộ cái bóng của mình sẽ giết mọi người mà không cần có lý do. Sau đó thì bỏ chạy đi. Mulder đã có một cuộc gặp bí mật trong ga xe lửa với X. Ông nói với Mulder rằng mình sẽ không thể can thiệp vào vụ án. Đêm đó tại bệnh viện, hai nạn nhân nữa lại thiệt mạng. Hai đặc vụ đã đến hiện trường và phát hiện ra nơi tiếp theo mà Benton có thể đi chỉ có thể là phòng thí nghiệm. Tại đây, Benton đang cầu xin người đồng nghiệp Davy của mình khóa trái cửa và giết mình ngay lập tức. X sau đó đã đến và kịp bắn Davy, thế nhưng mọi chuyện đã là quá muộn. Mulder gọi cho X một lần nữa và buộc tội ông nói dối. Ở đám tang của Benton, Mulder đã đưa ra giả thuyết rằng có khi Davy mới là người thiệt mạng vào ngày hôm đó. Kết thúc tập 23 với hình ảnh X bước vào nơi Benton đang ở trên ghế điện để làm những thí nghiệm của chính phủ. Nhận được báo cáo về trận cháy rừng trên cánh đồng ở Dudley, cùng với một người tên là Kearns mất tích, Mulder và Scully đã điều tra nơi đó và tìm thấy một khoảng trống rộng lớn được tạo ra bởi một đống lửa. Mulder tìm thấy một cọc phù thủy, kiểm chứng nghi ngờ trước đó của anh về chuyện này chắc hẳn có liên quan đến một nghi thức. Đến nhà máy ga, nơi mà Kearns làm việc để điều tra về công việc thường ngày của anh, bỗng đột nhiên có một cô gái tên là Paula nổi điên và định giết một công nhân nhà máy, buộc cho cảnh sát trưởng phải rút súng tiêu diệt. Hai đặc vụ sau đó đã nghiên cứu Paula và phát hiện ra rằng cô còn quá trẻ so với độ tuổi 47. Mulder thảo luận với cảnh sát trưởng về những nơi có thể giấu xác của Kearns và yêu cầu ông tìm dưới lòng con sông địa phương. Quả nhiên, một đống xương người đã được phát hiện. Qua việc nghiên cứu những đặc điểm kỳ lạ, cùng với đó là việc có 87 người mất tích chỉ trong vòng 50 năm qua đều là những người ngoại lai. Mulder tin rằng những người ở đây đã ăn thịt đồng loại để có thể kéo dài sự tươi trẻ. Scully lúc này đã nhận được một cuộc gọi cầu cứu và khi đến nơi, cô đã bị bắt đi. Mulder thì tìm thấy một số dấu hiệu của bộ lạc ăn thịt người. Scully mở mắt cũng là lúc cư dân ở đây đang vây quanh và chuẩn bị ăn thịt cô. Nhưng trước khi bị lên thớt, Mulder đã cùng cảnh sát đã kịp thời ập đến và giải nguy. Hóa ra, cảnh sát trưởng cũng là một trong số đó. Bản tường thuật của Scully ở cuối tập 24 cho thấy cảnh nhà máy gà đã bị đóng cửa. Mở đầu tập cuối mùa 2, một gia đình đã tìm thấy một cái xác của người ngoài hành tinh được chôn trên núi và sau đó đã đem về nhà. Ở một diễn biến khác thì một thành viên của The Lone Gunman đã đột nhập thành công và ăn cắp được dữ liệu mật của Nhà Trắng. Anh ta sau đó đã gặp Mulder vì muốn lật tẩy những điều dối trá của chính phủ, mang tài liệu về. Mulder nổi khùng lên vì bên trong chỉ toàn là những ký hiệu kỳ lạ. Nhưng Scully thì biết được người có thể giúp cô giải mã nó. Quay trở lại văn phòng, Mulder xô sát với Skinner, vô tình khiến chính phủ để ý tới thái độ khác thường của anh. Tối đó thì Scully ở nhà đã suýt bị ăn một viên đạn từ phía bên ngoài. Mulder thì được bố anh gọi về và nói rằng có điều quan trọng cần tiết lộ. Thế nhưng ông đã bị Krycek bắn khi đang đi vệ sinh. Khi Mulder gọi cho Scully để báo tin, cô bảo anh hãy mau chạy trốn khỏi hiện trường vì nếu không, Mulder sẽ là nghi phạm chính. Một lúc sau, cả hai đặc vụ đã bắt gặp Krycek và Mulder đã suýt dùng súng của Krycek để giết hắn, vô tình khiến anh trở thành nghi phạm giết bố. Rất may là Scully đã bắn vào vai của Mulder để ngăn cản anh lại. Scully đưa Mulder bất tỉnh đến New Mexico và gặp gia đình thổ dân Albert. Ông giới thiệu Mulder với cháu trai của mình và chở anh đến một nơi ở trên núi. Tại đây, Mulder tìm thấy xác của người ngoài hành tinh chất đống. Scully cũng gọi điện và thông báo về bản dịch tài liệu rằng có những cuộc thí nghiệm lên người mà chính phủ gọi là hàng hóa. Đúng lúc này, sau cuộc điện thoại với Mulder, người đàn ông hút thuốc đã đến nơi và ra lệnh bắt anh. Tuy nhiên thì khi đi xuống, Mulder lại mất tích một cách bí ẩn. Tức giận, ông cho đốt toàn bộ địa điểm này và lên trực thăng bay đi, kết thúc mùa thứ 2 của hồ sơ tuyệt mật. Và đó là những diễn biến chính của mùa thứ 2, The X-Files. Nếu như các bạn muốn chúng mình tăng tần suất ra video về series này, hãy để lại một like và một share. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Way to Weird Movie, thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh cùng nút chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những clip tiếp theo của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird, out.